Thưa quý vị, số ca nhiễm mới tại Nhật Bản đã vượt xa so với cao điểm của các đợt dịch trước. Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giải tỏa áp lực cho hệ thống y tế. Thông tin trên báo Mainichi cho biết từ ngày 20 tháng 7, số ca nhiễm mới COVID-19 tại Nhật Bản liên tiếp vượt mức kỷ lục. Đến ngày 23 tháng 7 đã lần đầu tiên vượt quá 200.000 ca một ngày. Sự lây lan nhanh chóng của làn sóng dịch COVID-19 thứ 7 tại Nhật Bản đã bắt đầu ảnh hưởng đến hệ thống y tế. Điển hình như tại tỉnh Okinawa, tỷ lệ lấp đầy giường bệnh đã là 74%, tỉnh Kumamoto là 65% và tỉnh Wakayama là 59%. Một khó khăn khác là nhiều y tá, bác sĩ cũng mắc COVID-19 phải thực hiện cách ly. Lực lượng y tế ngày càng thiếu hụt hơn. Để giảm áp lực lên hệ thống y tế, chính phủ Nhật Bản đã ngay lập tức thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ như rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc với người nhiễm COVID-19 từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Phát bộ kit xét nghiệm cho người nghi nhiễm COVID-19 có thể tự xét nghiệm trước khi đến các cơ sở y tế. Những người có triệu chứng nhẹ được khuyến khích điều trị tại nhà, trung tâm y tế tại các địa phương để dễ theo dõi sức khỏe của những người bệnh này, phòng biến chứng nặng. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và tuyên dương người có công với cách mạng toàn quốc năm 2022 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và gần 500 đại biểu tiêu biểu đại diện gần 10 triệu người có công và thân nhân người có công trong cả nước tham dự buổi lễ. Ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm là dịp để cả nước tưởng nhớ, tôn vinh, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. 75 năm qua, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền nước đáp nghĩa, phong trào chăm sóc người có công đã trở thành tình cảm, trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát của các thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Đảng, nhà nước luôn làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, ban hành nhiều chính sách ưu đãi người có công. Đến nay, toàn quốc đã xác nhận trên 9,2 triệu người có công. Đặc biệt thực hiện chỉ thị số 14 của Ban Bí thư, sau 5 năm với quyết tâm cao và cách làm sáng tạo, toàn quốc đã rà soát, xem xét trên 7.000 hồ sơ tồn đọng, trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với trên 2.400 liệt sĩ và công nhận 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ thực hiện hành trình về cội nguồn. Đoàn đã đi thăm một số gia đình chính sách, người có công và thân nhân liệt sĩ, dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh tại thành cổ Quảng Trị. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã phát động kêu gọi cán bộ, công chức và người lao động trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp để thực hiện hóa ý tưởng công viên nghĩa trang tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng một số lãnh đạo bộ ngành đã khánh thành giai đoạn 2 dự án cải tạo cảnh quan cây xanh tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, dâng hương hoa tại đài liệt sĩ huyện đảo. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay đây là cách giáo dục lịch sử, giáo dục sự tử tế cho thế hệ trẻ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng và ngành kế hoạch nói chung. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Nhìn vào phổ điểm kết quả thi, có thể thấy kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay về cơ bản ổn định, độ khó dễ không có xáo trộn quá lớn so với năm trước, ngoại trừ môn tiếng Anh và lịch sử, đảm bảo đúng định hướng yêu cầu đề ra. Theo số liệu kết quả của Bộ Giáo dục, môn toán số bài thi đạt điểm 8 trở lên là hơn 214.700 bài trên tổng số hơn 982.000 bài, đạt 21,8%, trong khi năm ngoái tỷ lệ này là 25,8%. Môn ngữ văn số bài thi đạt điểm 7 trở lên là gần 415.000 bài trên hơn 981.000 bài, đạt 42,28%, trong khi tỷ lệ này năm ngoái là 41,7%. Đáng chú ý là môn lịch sử năm 2021 chỉ có 266 điểm 10 và số điểm 8 trở lên là 5,44%, thì năm nay có tới 1.700 điểm 10 với tỷ lệ thí sinh đạt điểm 8 trở lên là hơn 119.000 bài trên tổng số hơn 659.000 bài, đạt 18,1%. Môn tiếng Anh năm nay đã có sự điều chỉnh rõ rệt so với năm ngoái. Nếu năm ngoái tỷ lệ bài đạt 8 điểm trở lên là 18,3%, thì năm nay tỷ lệ này là 11,9%. Thưa quý vị, Trường Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ. Đây cũng là lễ trao bằng được tổ chức trực tiếp, đông đủ sau 2 năm không thể tổ chức trao bằng vì dịch bệnh COVID-19 và vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống của nhà trường. Năm 2022, Trường Quốc tế có 585 tân thạc sĩ, tân cử nhân nhận bằng tốt nghiệp ở 15 chương trình đào tạo đại học và 6 chương trình đào tạo sau đại học với nhiều phương thức đào tạo khác, theo như liên kết song bằng, bằng kép, đào tạo đại học kết hợp với thạc sĩ. Trường Quốc tế cũng là đơn vị đào tạo triển khai toàn bộ các chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài với tỷ lệ giảng viên quốc tế tham gia giảng dạy ở mỗi chương trình đạt từ 30% đến 70%. Quy mô đào tạo của trường hiện hơn 4.500 sinh viên, học viên.
Trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, trường đã có gần 500 công bố khoa học của cán bộ, giảng viên, trong đó hơn 200 công bố khoa học quốc tế thuộc danh mục Web of Science và Scopus. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với công ty Nestle Việt Nam tổ chức đối thoại báo chí năm 2022 với chủ đề COP26 và xây dựng một nền nông nghiệp bền vững tại Việt Nam. Tại đối thoại, ngoài nhấn mạnh vai trò hợp tác công tư trong phát triển bền vững ngành nông nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí, các thông tin cập nhật về các chính sách định hướng phát triển bền vững của Đảng, Chính phủ cũng như thực tiễn và các thông lệ tốt trong kinh doanh bền vững của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Qua đó giúp nâng cao nhận thức, hỗ trợ các cơ quan truyền thông tác nghiệp hiệu quả hơn và thúc đẩy các nhà báo, phóng viên đồng hành chặt chẽ hơn cùng cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình kinh doanh có trách nhiệm. Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, theo hãng tin APF, đã có hàng nghìn hecta rừng bị thiêu rụi tại bang California, Mỹ do một đám cháy rừng bùng phát ở bang này một ngày trước đó, trong khi hàng triệu người Mỹ phải hứng chịu cái nóng như thiêu đốt và nhiệt độ lên mức cao kỷ lục dự kiến sẽ còn tăng. Đám cháy mang tên Oak Fire bùng lên hôm 22 tháng 7 gần công viên quốc gia Yosemite và lan rộng từ khoảng 600 mẫu Anh lên 9.500 mẫu Anh, tức là khoảng 3.800 hecta trong vòng 24 giờ. Đám cháy chủ yếu xảy ra ở hạt Mariposa, thiêu rụi và làm hư hại hàng chục ngôi nhà, đồng thời đe dọa hàng nghìn ngôi nhà khác. Theo Sở Lâm nghiệp và Phòng chống cháy rừng bang California, 6.000 người dân đã được sơ tán do lực lượng cứu hỏa chưa kiểm soát được đám cháy trên tính đến tối ngày 23 tháng 7. Đám cháy được đánh giá là cực lớn. Đây là đám cháy rừng mới nhất xảy ra tại California. Trong những năm gần đây, tại bang này và nhiều khu vực khác ở miền Tây nước Mỹ đã xảy ra nhiều đám cháy rừng lớn với tốc độ lan nhanh do hạn hán kéo dài nhiều năm và tình trạng khí hậu nóng lên. Trong bối cảnh tình hình nắng nóng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, lực lượng cứu hỏa của Hy Lạp đã phải sơ tán hàng trăm người dân và triển khai quyết liệt công tác chữa cháy khi 4 trận hỏa hoạn lớn xảy ra trong cùng một ngày tại nhiều địa phương. Cảnh sát địa phương Hy Lạp đã phải sơ tán hơn 450 người khỏi hai khách sạn và gần 100 ngôi nhà trên đảo Lesbos. Trận hỏa hoạn lớn xảy ra nằm sát khu nghỉ dưỡng Vatera ở phía nam hòn đảo. Cơ quan cứu hỏa đã phải huy động 17 xe chữa cháy, 9 máy bay chữa cháy đặc biệt, một máy bay trực thăng và khoảng 50 lính cứu hỏa để xử lý đám cháy thứ nhất. Trận hỏa hoạn tiếp theo đó diễn ra sau vài giờ được coi là có quy mô lớn nhất xảy ra ở phía đông bắc gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, bên trong một khu rừng quốc gia Dadia, là nơi cư trú của hàng trăm loài động vật quý hiếm, đặc biệt là kền kền. Cơ quan chức năng quốc gia cho biết rừng quốc gia Dadia chủ yếu được tạo thành từ các loại thông nên rất dễ cháy và cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác xử lý. Riêng tại khu vực này, cơ quan cứu hỏa đã phải huy động tới 320 lính cứu hỏa, 68 xe chữa cháy, 6 máy bay cứu hộ đặc biệt, 9 máy bay trực thăng và hàng trăm tình nguyện viên khác tham gia công tác chữa cháy. Cơ quan khí tượng nước này cảnh báo nhiệt độ hiện nay vẫn đang gia tăng với nhiệt độ khô nóng và gió mạnh kết hợp với những tác động của biến đổi khí hậu đã làm gia tăng thêm nguy cơ cháy rừng. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha đã giành đủ số phiếu ủng hộ từ các nhà lập pháp để vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Kết quả cuộc kiểm phiếu được truyền hình trực tiếp cho thấy có 256 phiếu ủng hộ, 206 phiếu phản đối và 9 phiếu trắng. Như vậy, cựu Tổng thống Tư lệnh Quân đội, người lên nắm quyền từ cuộc đảo chính năm 2014 và là Thủ tướng Thái Lan, đã có đủ sự ủng hộ cần thiết để đảm bảo vị trí Thủ tướng hiện tại cho đến khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 3 năm 2023. Đây là bài kiểm tra lớn cuối cùng của ông Prayuth trước cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan diễn ra trong vòng 11 tháng tới. Trong khi đó, phe đối lập đã không đạt được mục tiêu là đạt được hơn 239 phiếu trong tổng số 477 quốc hội để có thể buộc ông Prayuth Chan-o-cha rời khỏi ghế quyền lực. Bản tin 15 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.